Trender, lại là Linh đây và rất vui khi được gặp lại mọi người trong tập mới trên kênh Witch Trend TV. Tuần vừa rồi thì Linh có đi công tác ở ngoài Hà Nội và trước khi ra ngoài Hà Nội thì Linh thực sự rất là ao ước là thời tiết sẽ rất là lạnh bởi vì đã lâu lắm rồi Linh không có cảm giác được hưởng cái khí lạnh ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà rất là đáng tiếc là khi Linh ra ngoài Hà Nội thì thời tiết mấy hôm đấy nó không thực sự là lạnh lắm. Nhưng mà thời tiết thì cũng thuộc dạng khá là ẩm ẩm ương ương. Tức là Linh thấy là nhiều khi buổi trưa thì rất là nắng nóng không khác gì ở trong Sài Gòn cả. Nhưng mà vẫn có những cái đợt gió rất là se se lạnh lạnh ấy, khiến mình rất là dễ bị ốm và khiến cho da của mình rất là dễ bị khó chịu. Thế nên là Linh thấy những bạn sống ở Hà Nội hay là các khu vực miền Bắc ấy thì cần phải tập trung chăm sóc da thật là kỹ càng hơn một chút vào mùa đông, bởi vì da của mình sẽ khó chịu hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Linh muốn tập trung giới thiệu với cả mọi người cũng như là hướng dẫn mọi người cách mà chăm sóc da thật là cẩn thận vào mùa đông để giúp cho da của mọi người cân bằng này, có đủ độ ẩm này, không bị khô, không bị bong chóc, không bị nứt nẻ và đặc biệt là không bị mốc da khi mà mọi người trang điểm vào mùa đông. Phương pháp này thì thực sự không có gì quá là đặc biệt và có thể là mọi người cũng đã nghe tới rồi, đó chính là phương pháp chăm sóc da layering skincare rất là phổ biến của các bạn Hàn. Như mọi người biết thì ở bên Hàn Quốc thì thời tiết rất là lạnh, bởi vì thời tiết nó khô và nó lạnh như thế, thế nên là ở Hàn họ phải sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm để chăm sóc này, cung cấp độ ẩm cho da này, khóa ẩm cho da. Tất nhiên là bọn mình sẽ không áp dụng hết tất cả chương trình của họ, bởi vì Linh thấy là thời tiết của mình so với cả bên Hàn Quốc thì nó cũng chưa phải là lạnh tới mức đấy, nhưng mình có thể học tập một vài phần cũng như là chỉnh sửa lại cho nó hợp với cả thời tiết ở nước mình. Phương pháp layering skincare thực sự nhìn chung nó rất là đơn giản thôi. Nó thực sự chỉ là mọi người bôi từng loại, từng lớp cái sản phẩm đồ dưỡng da của mọi người sao cho nó đúng trình tự để giúp cho sản phẩm đó nó có khả năng hấp thụ tốt nhất này, khả năng thẩm thấu tốt nhất, cũng như là nó bổ trợ cho nhau theo đúng thứ tự để giúp cho da của mọi người căng mịn cũng như là đủ độ ẩm nhất. Một trong những cái sản phẩm mà Linh luôn luôn tin tưởng sau bước dưỡng da đó chính là toner. Đối với cả toner, khi mà Linh ở bên Mỹ thì Linh có thể thấy được sự khác biệt của toner ở bên Mỹ cũng như là toner của Hàn Quốc hay là châu Á nói chung. Đó chính là những cái loại toner ở bên Mỹ thì thường họ chỉ tập trung về những cái phần như kiểu làm sạch này, chứ không hẳn nghiêng về kiểu dưỡng ẩm lắm. Thế nên là trong những cái sản phẩm toner ở bên Mỹ thường thì có rất là nhiều astringents này, hoặc là alcohol hay còn gọi là cồn nữa. Linh cảm thấy không thích cái kiểu toner đấy một chút nào cả, bởi vì đối với cả những loại da dầu hỗn hợp như Linh thì sử dụng những cái sản phẩm như vậy lúc đầu thì cảm thấy da rất là sạch, rất là đỡ dầu, nhưng mà thực sự thì nó tước đi độ ẩm tự nhiên ở trên da của Linh và khiến cho da của Linh khô hơn cũng như là dễ bị mọc mụn hơn. Thế nên Linh thực sự rất là thích những cái loại toner của Hàn Quốc hay là của châu Á nói chung. Và cái loại toner mà Linh luôn luôn giới thiệu với cả mọi người đó chính là Claire's Supple Preparation Facial Toner Moisturizing Skincare Program. Đây là một cái sản phẩm toner mà để nó giúp cân bằng lại da của mọi người là một này, và nó có thể cung cấp thêm độ ẩm cho da của mọi người. Cái chất của nó hơi sánh một chút so với cả những cái loại toner khác, nhưng mà khi bôi lên da thì nó thẩm thấu rất là dễ luôn ý. Trong cái lọ Claire's này thì thành phần của nó khác với cả những lọ toner bên Mỹ, đó chính là nó không có chứa cồn này, không có chứa parabens hay là không có chứa những cái thành phần mà có thể gây kích ứng cho da của mọi người, mà ngược lại sẽ giúp cho da của mọi người được dịu nhẹ này, cung cấp thêm độ ẩm cũng như là cân bằng lại da nữa. Đối với cả thời tiết ở trong Sài Gòn như bây giờ thì hiện tại Linh vẫn chỉ sử dụng kiểu đổ ra tay này, sau đó Linh xoa xoa lòng bàn tay cho nó ẩm ấm một chút và Linh sẽ vỗ vỗ trên mặt một lần thôi là đủ rồi. Nhưng mà đối với các bạn ở ngoài khu vực miền Bắc thì Linh nghĩ là mọi người có thể layering, có thể xây thêm nhiều lớp với cả cái sản phẩm này, khoảng tầm từ 2 cho tới 3 lớp là vừa đủ để mọi người có thể làm sạch da này, cũng như là lấy lại độ ẩm cũng như là cân bằng cho da của mọi người, tạo một bước diện ẩm thật là tốt trước khi bắt đầu vào các bước tiếp theo. Đối với cả những cái bạn mà có làn da đặc biệt nhạy cảm hơn thì Linh nghĩ là mọi người nên tham khảo tới cái Claire Supple Preparation Unscented Toner Moisturizing Skincare Program này. Thực ra thì em này có thành phần không khác gì với cả em original này cả, nhưng mà khác một chút thôi, đó chính là trong này thì nó không có chứa essential oil hay là bất cứ một cái loại chất nào để tạo mùi cho sản phẩm. Thế nên là sản phẩm này là đúng là kiểu không mùi, không có màu luôn. Còn cái sản phẩm này thì nó có hơi có mùi một chút, nhưng mà đối với Linh nó là cái mùi cực kỳ dễ chịu, cực kỳ tự nhiên và không gây kích ứng cho da của Linh. Thế nên là Linh thường sử dụng song song hai loại này.
Không biết là mọi người đã xem video lần trước chưa, nhưng mà trong tập gần đây nhất trên kênh Witch Trend TV thì Linh có làm một video về tất tần tật các loại essence và serum. Và nếu như bạn nào xem rồi thì Linh chắc hẳn là mọi người có thể vẫn nhớ được cái khả năng cũng như là công dụng của các loại serum đúng không? Trong video ngày hôm nay thì Linh muốn quay trở lại với các loại serum, bởi vì như Linh có từng chia sẻ với cả mọi người thì Linh thấy các sản phẩm serum thì thường nó cô đặc hơn này, nó có những cái thành phần hoạt tính mạnh hơn là các sản phẩm essence. Và sản phẩm đầu tiên mà Linh muốn nhắc lại đó chính là Dear Claire's Midnight Blue Youth Activating Drop. Sản phẩm này thì Linh rất là thích bởi vì cái chất của nó thì rất là lỏng thôi, và trong này là nó có rất là nhiều những cái loại sản phẩm cũng như là thành phần hoạt tính rất là tốt cho da, đặc biệt là hai cái loại peptide EGF và BFGF để giúp cho mọi người chống lão hóa cũng như là ngăn ngừa sự hình thành của các nếp nhăn trên da, và đặc biệt là nó cũng giúp làm dịu nhẹ da của mọi người, đặc biệt là các bạn thuộc loại da nhạy cảm. Và Linh thấy là khi mà ở những cái vùng thời tiết lạnh hơn ấy, da của mình thực ra nó khô và nó bị nhạy cảm hơn rất là nhiều. Vậy nên là Linh rất là recommend mọi người sử dụng những cái sản phẩm như thế này, bởi vì nó có độ thẩm thấu rất là cao này, nó có thể cung cấp độ ẩm cho mọi người cũng như làm dịu nhẹ da của mọi người ngay tức thì. Đặc biệt là những bạn thuộc làn da nhạy cảm hoặc là da đang bị kiểu tổn thương do thời tiết quá lạnh hoặc là quá khô chẳng hạn. Cái sản phẩm này thì tất nhiên là sẽ dành cho những bạn mà tầm tuổi từ 20 trở lên như Linh, bởi vì nó có những cái thành phần chống lão hóa cho da ấy. Còn đối với cả những bạn mà không thực sự quan tâm tới những cái thành phần chống lão hóa lắm mà chỉ quan tâm tới việc là cung cấp thêm độ ẩm cho da này cũng như là giúp cho da của mọi người khỏe hơn, thì Linh nghĩ là mọi người nên sử dụng cái loại Ginseng Serum của I'm From. Đây là cái sản phẩm mà Linh rất là thích bởi vì mùi của nó thực sự rất là kiểu mùi nhân sâm, rất là tự nhiên, hơi có một tí mùi thơm nhẹ thôi nhưng mà nó không gây kích ứng cho da của Linh. Và trong này thì có chứa tới 7-98% thành phần hồng sâm, rất là có lợi cho da. Và đợt vừa rồi khi mà da của Linh nặn mụn về này cũng như là khá là nhạy cảm ấy, thì Linh thường là bôi cái sản phẩm này để nó giúp cung cấp độ ẩm cho da của Linh này cũng như là giúp cho da của Linh khỏe hơn, mau lành hơn và đặc biệt là đủ ẩm cho da nữa. Tiếp theo, sau bước toner cũng như là serum thì Linh thường xuyên khuyên mọi người là có thể sử dụng thêm bước này. Tất nhiên là không bắt buộc, nhưng nếu mọi người sử dụng thì nó cũng rất là tốt và nhanh gọn, đó chính là đắp mặt nạ giấy. Và trong tay Linh thì Linh có một loại, đó chính là Dear Claire Rich Moist Soothing Tensile Sheet Mask. Lý do Linh chọn loại này đặc biệt là dành cho những bạn mà sống ở khu vực miền Bắc, khi mà thời tiết bây giờ Linh nghe nói là đã bắt đầu trở lại rất là nhiều và cực kỳ là lạnh luôn. Thì Linh thấy là sản phẩm này rất là phù hợp, bởi vì đối với cả thời tiết lạnh như vậy thì trong này có những cái thành phần chiết xuất ví dụ như là từ cây lô hội này, cũng như là hyaluronic acid là những cái thành phần rất là nổi tiếng mọi người biết để có thể cung cấp độ ẩm cho da, cũng như là chiết xuất từ lá rau má cũng là một cái loại thành phần cung cấp năng lượng cũng như là độ ẩm rất là dồi dào cho làn da của mọi người. Linh nhớ là ngày xưa khi mà Linh sống ở khu vực trời rất là lạnh chẳng hạn, thì gió liên tục phả vào mặt và khiến cho da của mình rất là dễ bị kích ứng, rất là dễ bị tổn thương, rất là mỏng manh trước thời tiết ấy. Thế nên Linh nghĩ là cái sản phẩm này nó rất là phù hợp, bởi vì ngoài những cái thành phần như Linh vừa nhắc qua để giúp cho mọi người cung cấp độ ẩm cho da, giúp cho da không bị khô ấy, thì nó cũng có những cái thành phần giúp chăm sóc da của mọi người rất là tốt, cũng như là làm dịu nhẹ da của mọi người rất là tốt. Trong này thì có chứa 5 cái loại ceramide khác nhau để giúp cho mọi người tạo được một cái lớp để như kiểu bảo vệ da của mọi người trước các cái tác động bên ngoài, cũng như là giúp cho da của mọi người giống như kiểu được khỏe hơn ấy, giống như là Iron Man vậy. Mỗi khi mà Iron Man mặc cái bộ đồ của Iron Man vào thì sẽ trở thành khỏe hơn, thông minh hơn, cũng như là kiểu có nhiều sức hơn rất là nhiều so với lúc ban đầu. 5 cái loại ceramide này nó cũng có tác dụng tương tự như vậy đối với cái làn da của mọi người. Cái chất mặt nạ của nó cũng rất là đặc biệt, nó không phải là loại giấy như bình thường mà nó là dạng kiểu như là gạc ấy, và nó rất là dễ thẩm thấu vào da của mọi người và cung cấp rất là nhiều độ ẩm nữa. Nói chung là rất là xịn, thế nên là mình rất là recommend mọi người sử dụng thử cái sản phẩm này vào mùa đông năm nay để xem như thế nào nhá. Tất nhiên là sau tất cả những cái bước toner, serum hay là đắp mặt nạ giấy vừa rồi thì bước cuối cùng Linh luôn luôn khuyên mọi người không thể quên, đó chính là một bước để mọi người khóa ẩm lại bằng cách sử dụng moisturizer hoặc là các sản phẩm kem dưỡng da. Và trong tay Linh thì có một cái loại kem dưỡng da mà Linh luôn luôn rất là thích của Witch Trend, đó chính là Vitamin 75 Maximizing Cream. Ngoài những cái tác dụng như là dưỡng ẩm cho da này, cũng như là có những cái thành phần mà giúp cho mọi người làm trắng sáng da hơn nữa, thì
trong này nó có chứa đặc biệt là glycerin. Và như mọi người biết thì glycerin là một cái thành phần giúp cho mọi người có thể cấp độ ẩm thêm cho da. Đối với cả thời tiết rất là lạnh như ở ngoài Hà Nội cũng như các khu vực miền Bắc bây giờ, thì sử dụng những cái sản phẩm có humectants hay là những cái sản phẩm có chứa các chất để cấp độ ẩm cũng như là hấp thụ độ ẩm cho da thì rất là tốt khi mà mọi người ở cái thời tiết lạnh như vậy. Và trong này thì tất nhiên là cũng có những cái sản phẩm thành phần khác là các loại occlusive, tức là những cái loại để giúp mọi người khóa ẩm lại. Ví dụ như là Allantoin hay là Beeswax thì mọi người có thể khóa lại tất cả các chất dinh dưỡng cũng như là thành phần có lợi trong cái kem dưỡng ẩm này, cộng với tất cả những cái bước trên mà Linh vừa mới cả giới thiệu cho mọi người. Và nếu như mà mọi người thực hiện cũng như là làm theo các trình tự mà Linh vừa mới cả giới thiệu cho mọi người thì Linh chắc chắn rằng trong năm nay, đặc biệt là những bạn mà sống ở khu vực miền Bắc, kể cả đời thời tiết có ẩm ương ương tới mức nào cũng như là có thể lạnh hơn trong những cái tháng tới, thì da của mọi người cũng sẽ rất là tươi tắn này, cũng như là đỡ bị khô, đỡ bị căng, cũng như là có thể căng mọng hơn nữa. Và mọi người có thể thoải mái make up mà không sợ bị mốc, không sợ bị khô các vùng da ở quanh mũi cũng như là ở dưới cằm. Rất là cảm ơn mọi người vì đã xem video cho tới tận bây giờ cùng với cả Linh. Và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên nhấn like để ủng hộ cho kênh Wish Trend TV. Và Linh sẽ hẹn gặp lại mọi người vào trong các tập tới trên kênh Wish Trend TV này nhé. Bye bye!